Xin chào các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu các học viện danh tiếng tại Singapore cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chương trình mới của trường Kaplan Singapore, đó là ngành quản trị du lịch khách sạn. Với các bạn sinh viên hoàn tất chương trình cao đẳng, ngành quản trị du lịch khách sạn của trường Kaplan sẽ được chuyển tiếp qua học đại học năm cuối tại Thụy Sĩ, mà cụ thể là sẽ được học tại trường BHMS và nhận bằng từ trường đại học Robert Gordon, là đối tác danh tiếng của trường BHMS cấp bằng. Không những thế, sinh viên được đảm bảo nơi thực tập với sự hỗ trợ của nhà trường. Mức lương tối thiểu nhận được mỗi tháng khoảng cỡ 2.500 franc Thụy Sĩ, nó sẽ tương đương với khoảng 68 triệu đồng Việt Nam một tháng. Với lộ trình học này, sinh viên không chỉ được trải nghiệm học tập tại hai quốc gia Singapore và Thụy Sĩ mà còn tiết kiệm được một khoản tài chính khá lớn cho gia đình. Anh ở và học tập tại hai quốc gia mất khoảng cỡ 650 triệu đồng. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ muốn làm việc ở quốc gia phát triển để nhận được lương cao, hoặc là về Việt Nam mở ra những hướng khai thác du lịch mới, hay là tự mở nhà hàng, khách sạn của chính mình. Chương trình đào tạo tại Thụy Sĩ, quốc gia được mệnh danh là cái nôi của ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn, sản sinh ra những nhà quản lý cấp cao nổi tiếng trên thế giới, sẽ là cơ hội cho các bạn. Tuy nhiên, chi phí học toàn bộ khi học tập trọn khóa 3 năm tại Thụy Sĩ không phải gia đình Việt Nam nào cũng có thể chi trả. Chính vì vậy mà lộ trình học 1 năm tại Singapore, sau đó sẽ chuyển tiếp sang năm cuối tại Thụy Sĩ sẽ ít tốn kém hơn, hiệu quả hơn, đã được mở ra để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Việt Nam cũng như là châu Á nói chung. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm tại Thụy Sĩ với chi phí chỉ bằng 50% thông qua việc du học mức đầu tiên tại Singapore. Bên cạnh một chương trình mới rất là hấp dẫn, thì như vừa chia sẻ với các bạn ở trên, thì trường cũng có thêm những cái chương trình học bổng cho năm 2016 chi tiết như sau: một học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên bậc đại học, một suất học bổng trị giá 10.000 đô la Singapore trên một kỳ nhập học, một suất học bổng trị giá 7.500 đô la Singapore trên một kỳ nhập học, một suất học bổng trị giá 5.000 đô la Singapore trên một kỳ nhập học. Hiện tại trường có 6 kỳ nhập học mỗi năm vào tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12 dành cho bậc cao đẳng, do đó sẽ cho tổng cộng 18 suất học bổng cho sinh viên của hệ cao đẳng của trường. Học bổng thứ hai là học bổng dành cho sinh viên đại học chuyển tiếp lên học thạc sĩ. Trường sẽ xét học bổng vào hai đợt của năm, đó là tháng 1 và tháng 6. Mỗi đợt sẽ trao 3 suất học bổng. Như vậy là trường sẽ có 6 suất học bổng cho chương trình chuyển tiếp từ đại học lên thạc sĩ. Chi tiết như sau: một học bổng trị giá 10.000 đô la Singapore trên một đợt xét, một học bổng trị giá 7.500 đô la Singapore trên một đợt xét, một học bổng trị giá 5.000 đô la Singapore trên một đợt xét. Chương trình học bổng thứ ba là học bổng đầu vào dành cho sinh viên học thạc sĩ của trường Bradfordshire, trị giá là 2.000 đô la Singapore. Rồi học bổng thứ tư sẽ là học bổng dành cho sinh viên chọn theo chương trình học O-level, trị giá 11.500 đô la Singapore. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về kỳ nhập học cũng như là làm sao để có được cái học bổng đó của trường, các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 38484879 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Ngoài chương trình du lịch khách sạn và chương trình học bổng như tôi cũng vừa chia sẻ, thì trường còn có rất là nhiều chuyên ngành khác nhau. Như chương trình cao đẳng có các chuyên ngành như sau: kế toán, kinh doanh và quản lý thông tin, kinh doanh và luật, tư vấn quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, trợ lý luật, công nghệ web, quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, du lịch khách sạn, quản lý nhân sự, pháp y, máy tính, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, quản lý chuỗi bán lẻ. Về chương trình đại học của trường có thế mạnh là chương trình ngành kép, nghĩa là các bạn học sinh có thể học được hai chuyên ngành và được cấp bằng của các trường đại học danh tiếng, và cụ thể như sau: bằng cấp được cấp bởi trường University College Dublin của Ireland cấp bằng thì gồm có các chuyên ngành như là ngân hàng và quản lý tài sản, kinh doanh và luật, tài chính và quản lý nhân sự, quản lý thông tin, logistics, marketing và quản trị. Bằng do trường đại học Royal Holloway University of London UK cấp bằng thì sẽ có các chuyên ngành như là quản trị, quản lý và kế toán, quản lý và kinh doanh quốc tế, quản lý và marketing. Bằng do trường đại học University of Portsmouth UK cấp bằng thì có các chuyên ngành như là ngành kế toán và quản lý tài chính. Bằng do trường đại học University of Essex United Kingdom cấp bằng thì sẽ còn có các chuyên ngành như là kế toán và tài chính và ngân hàng, quản lý và marketing. Bằng do trường đại học Murdoch University của Úc cấp bằng thì sẽ có chương trình cử nhân bằng đơn và bằng kép với các chuyên ngành như sau: kế toán, ngân hàng, luật kinh doanh, tài chính, quản trị du lịch khách sạn, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, quan hệ quân chúng, du lịch khách sạn, truyền thông mạng. Bằng do trường đại học Northumbria University của Anh Quốc cấp bằng thì sẽ có chương trình cử nhân thương mại bằng đơn và bằng kép với các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh và quản lý quốc tế, kinh doanh và marketing, kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị du lịch khách sạn quốc tế, truyền thông và hậu cần, truyền thông và kinh doanh, truyền thông và quan hệ công chúng. Về khóa học thạc sĩ của trường Kaplan, nếu mà các bạn chọn bằng cấp do trường University College Dublin Islands cấp bằng thì sẽ có các chuyên ngành như là thạc sĩ quản trị,
trị và thạc sĩ tài chính. Còn bằng do trường Northumbria University Anh Quốc cấp bằng thì sẽ có thạc sĩ kinh doanh chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn, quản lý marketing, tài chính. Bằng do trường Đại học University of Bedfordshire của UK cấp bằng sẽ có chương trình quản trị kinh doanh. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về các kỳ khai giảng cũng như mức học phí, cách thức chuẩn bị hồ sơ ra sao, các bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi là tinhdaiduong.edu.vn hoặc duhocsingapore.net. Một cách các bạn có thể là lên trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ 148-1 trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ với tất cả các bạn một cách đầy đủ và toàn diện nhất theo từng trường hợp hồ sơ cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào.